Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình Hàm Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau. Tác giả Ân Tầm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó bị kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 131. Sau khi trở về từ triển lãm đá quý ở khách sạn, Diệp Lan lại ra ngoài gọi điện thoại. Khi trở về, cô ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tuyết Cầm, suy nghĩ xem phải mở lời như thế nào. Nguyễn Tuyết Cầm đang gọt hoa quả trên bàn, động tác tào nhã mà thuần thục. Diệp Lan thấy vậy giơ tay lên giúp đỡ. Nguyễn Tuyết Cầm nhìn cô một tiếng, rồi nói. Nói đi. Diệp Lan cười ngượng ngập, dựa người vào người Nguyễn Tuyết Cầm. Mẹ, con phải ra ngoài gặp một người bạn. À, là bạn học ngày xưa, giờ cô ấy đang ở Hồng Kông. Đi đi. Một mình mẹ ở khách sạn ổn chứ? Nguyễn Tuyết Cầm cười nhẹ nhàng. Không sao, con cứ đi chơi đi. Mới hôm nay con làm việc, mẹ cũng toàn ở nhà một mình mà. Diệp Lan cắn môi. Vậy nếu thấy nhàn rỗi quá, mẹ ra ngoài mua sắm nhé. Được rồi, con đi đi. Nguyễn Tuyết Cầm đuổi cô đi. Diệp Lan thơm lên má mẹ một cái, vui vẻ cầm túi sách. Cảm ơn mẹ. Quyển 14, chương 645, vụ án mất tích. Khi Nguyễn Niêm Mấy Ngàn tới Hồng Kông đã là buổi chiều, vừa ra khỏi cửa, anh liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi đeo kiếp kính gọng đen, đầu một mũ lưỡi chai, bước lên, lịch sự hỏi anh có phải Niêm Bách Tạng anh không. Niêm Mấy Ngàn hơi ngỡ ngàng, anh gật đầu, đối phương thở phào một hơi, rồi liên thuyên không ngừng. Tôi là tài xế được trợ lý Hứa sắp xếp tới đón anh. Đón anh được gì tốt quá rồi, trợ lý Hứa đặc biệt dặn dò tôi phải bằng mọi giá đón được anh. Anh muốn tôi đưa về khách sạn hay là đi tới nơi nào khác? Nghe xong, Niêm Mấy Ngàn sửng sốt, anh không ngờ Hứa Đồng lại còn làm trợ lý nữa, mà vẫn sắp xếp cho anh chu đáo đến vậy. Anh suy nghĩ rồi nói với cậu ta. Tôi muốn đến ngay làng trai đại áo. Dạ. Người thanh niên bất ngờ, thấy nét mặt Niêm Mấy Ngàn rất kiên quyết, cậu ta liền biết Đức đi trước dẫn đường. Dạ được, thưa anh, xe đỗ bên ngoài. Sân bay buổi chiều đông đúc và huyên náo, bên ngoài là ánh nắng rực rỡ, có chút chói mắt. Nhiệt độ ở đây mất mát hơn Nam Phi một chút, nhưng lại nóng hơn Bắc Kinh đôi phần. Vậy mà Niêm Mấy Ngàn ngồi trong xe, từ đầu tới cuối sống lưng đều lạnh như băng. Không sai, là băng, như bị ngưng tụ một lớp băng dày, dù ánh nắng bên ngoài kia có tươi đẹp như thế nào, cũng không liên quan tới anh. Khi anh gọi điện thoại hết lần này tới lần khác mà không liên lạc được với Tố Diệp và Kỳ Đống Nham, cảm giác giá lạnh này đã theo từng lỗ chân lông len lỏi vào tận trong huyết quản, khiến cho dòng máu đang chậm rãi lưu thông cũng như bị ngưng tụ. Đoạn đường từ sân bay Hồng Kông tới làng trài Đại Áo không quá xa, nếu giao thông thuận lợi chỉ mất chưa đầy khoảng 50 phút. Nhưng bây giờ là vừa qua Quốc Khánh, người tới Hồng Kông cũng nhiều hơn. Những du khách và đoàn du lịch tới đây cũng có những người tới Hồng Kông làm việc muốn né tránh giờ cao điểm, thế nên đường lại tắc vô cùng. Hai tiếng đồng hồ sau, Niêm Mấy Ngàn mới tới được làng trài Đại Áo. Mùi tanh của biển xộc vào mũi, lấp đầy không khí. Mỗi một lần hít thở đều cảm thấy cái nhơm nhớp của thời tiết ướt át oi ả. Chẳng nhiều sao trời bỗng trở nên âm u, màu trời trên đỉnh đầu gần như là mắt của một con cá chết, lờ đờ, trắng nhợt, nấp sau tầng mây, không còn sáng sủa như ban ngày nữa. Gió lớn hơn rất nhiều, thổi đến nỗi huyệt thái dương của người ta phải đau nhức. Vậy mà gió lớn thế mới không thể thổi bay những đám mây âm u ám. Cậu thanh niên kia sau khi đưa Niêm Mấy Ngàn tới làng trài Đại Áo thì quay trở về bằng đường cũ. Niêm Mấy Ngàn đứng bên bờ biển, từ xa có thể nhìn thấy thuyền đánh cá, xa hơn nữa có thể nhìn thấy những dãy núi mập mờ. Anh phóng tầm mắt về phía đó, không hiểu sao vẫn cảm thấy bức bối, như có thứ gì đè chặt trên lồng ngực khiến anh không thể nào thở được. Lúc này di động rung lên, anh rút ra xem là danh sách đám tay chân đại ca khôn phái tới cho anh, dẫn đầu là A Quỷ, trông rất nhanh nhẹn. Anh gọi vào số điện thoại của A Quỷ, đối phương bắt máy rất nhanh, ngữ khí cũng sốt sắng. Anh Niên, người của chúng em cũng vừa mới tới chưa lâu, nhưng hỏi thăm cứ dần đây họ đều không nói gặp chị mà nhà. Niêm Mấy Ngàn nghe thấy tiếng trái tim mình đập thịch một tiếng như vừa lỡ mất một nhịp. Anh đè nén cảm giác bất an, cố gắng bình tĩnh hỏi. Các cậu có bao nhiêu người? Đại ca cử tới 30 người. Quả thực là không ít, khí thế rầm rộ. Niêm Mấy Ngàn cho A Quỷ biết vị trí hiện tại của mình. Chẳng mấy chốc, A Quỷ đã dẫn theo một đám người hùng dũng tìm tới. Ai nấy đều rất thông minh, nhanh nhẹn, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Thoạt nhìn sẽ chẳng ai nghĩ họ là đám tay chân giang hồ. Chỉ có điều cả một đám người đông đúc như vậy túm tụm lại với nhau, quả thực khiến cho người ta nghi ngờ, thu hút sự chú ý của không ít người dân bản địa. Nhưng Niêm Mấy Ngàn không còn quan tâm được nhiều như thế. Sau khi nắm rõ một số tình hình, anh chia 30 người thành hai nhóm, một nhóm đi theo A Quỷ, một nhóm đi theo anh, chia ra tìm kiếm. Niêm Mấy Ngàn có một dự cảm, không chỉ đơn thuần là Tố Diệp đang gặp nguy hiểm, có lẽ cả Kỳ Đông Nham cũng đang rơi vào tình thế bất lợi.
Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là cầu xin ông trời giúp anh mau chóng tìm được Tố Diệp, không để cho cô chịu thêm tổn thương nào nữa. Rõ ràng một ngày nắng đẹp, thế mà chẳng mấy chốc đã tí tách mưa. Diệp Lan đứng ở đầu đường tiêm xa chùy, chờ đợi đám đông đi qua bên cạnh mình. Họ bước đi vội vã, nhịp bước chân rất nhanh, xung quanh đan xen các loại ngôn ngữ. Có tiếng phổ thông, có tiếng nước ngoài, nhưng lọt vào tai cô chỉ có tiếng ủ ủ như một đàn ong đang bay qua tai vậy. Tới tận khi có một giọt nước mưa rơi vào mắt cô, giá lạnh và chua xót. Diệp Lan cúi đầu, ôm mắt, rùi nhẹ, đôi mắt đã dễ chịu hơn đôi chút, nhưng trái tim thì vẫn cay cay. Có người bước tới quan tâm hỏi xem cô có cần giúp gì không. Cô ngước mắt lên, đó là một chàng trai rất tươi tỉnh, một gương mặt sáng sủa, một mái đầu đinh sạch sẽ, cùng với một nụ cười trong sáng. Anh ta cầm một chiếc ô, che lên đỉnh đầu cô. Trong giây phút hoang mang, trong đầu Diệp Lan bỗng lướt qua một giả thiết. Nếu như cô yêu mẫu đàn ông như anh chàng đứng trước mặt này, có phải tất cả đều sẽ không vất vả như vậy? Cô khẽ lắc đầu, rồi cảm ơn một tiếng. Anh chàng kia thấy cô không mang ô, bèn nhét chiếc ô vào trong tay cô, còn mình đi chạy ù vào trong cơn mưa. Trái tim Diệp Lan chợt nghẹn lại. Thời gian này cô ở ngoài không phải là để gặp bạn, càng không có buổi tụ tập bạn cũ nào. Cô nghe nói Tú Khải đã tới Hồng Kông, bèn nói dối mẹ để chạy ra ngoài. Cô cảm thấy mình rất nhớ anh, bỗng dưng nhớ một cách kỳ lạ, thế nên chỉ muốn gặp anh ngay lập tức. Tiếc là trong điện thoại, Tú Khải nói với cô rằng anh rất bận, không thể đi đâu được, rồi xin lỗi cô. Không biết có phải vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện không, có những sự thay đổi mà người ta không kịp hiểu tại sao. Cô luôn cảm thấy Tú Khải cho cô một cảm giác rất lạ. Hình như anh đang giấu cô điều gì đó, nhưng cụ thể là gì cô lại chẳng thể biết. Diệp Lan biết, kỳ thực giữa cô và Tú Khải xuất hiện một số vấn đề, những vấn đề của hiện thực, thậm chí là những vấn đề về tâm lý. Từ sau khi cô bị tiêm ma túy vào người, hình như tất cả đều đã thay đổi. Cô yêu Tú Khải sâu sắc nhưng lại chùn bước trước tình yêu này. Cô muốn nắm chặt kết quả, vẫn bất lực tầm tâm. Hình như ông trời vẫn luôn thích chơi đùa bọn họ, tặng cho bọn họ một chút duyên phận, rồi lại răng ra trùng trùng lớp lớp những thử thách để làm nhạt nhòa đi mối tình duyên ấy. Mưa lộp bụp rơi xuống, tí ta tí tách, những giọt nước rơi xuống bắn tung tóe, thấm cả vào gót chân, làm đôi chân lạnh buốt. Diệp Lan không biết mình đã quay về khách sạn như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng trống trải, muốn khóc lại không khóc được. Cô cứ thế tự an ủi chính mình. Tú Khải đi tới Hồng Kông để làm việc, thật ra họ có gặp nhau cũng không thể có gì để nói mà, chẳng phải sao. Giữa họ im lặng, đã thấy chỗ quá nhiều. Căn phòng khách sạn rất đến nắng, chỉ còn hương trà thoang thoảng, mùi cúc khô nhàn nhòa quyện trong không khí và thanh ngọt. Mẹ, con về rồi đây. Cô buồn bã đặt chiếc ô sang một bên rồi đi vào trong phòng, không ai đáp lại. Ban đầu Diệp Lan không chú tâm, cô nằm cuộn người trên sofa, yên lặng đợi khoảng 5-6 phút rồi mới nhận ra chuyện bất thường. Căn phòng này hơi yên tĩnh quá mức, không có bóng mẹ. Mẹ ơi! Diệp Lan lại khẽ gọi, vẫn im phăng phắc. Cô tưởng mẹ đã đi ngủ rồi, bèn đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, nhưng trong đó cũng không có ai. Cô nghĩ bụng, chắc là mẹ đi dạo phố, nghĩ tới chuyện có thể mẹ không mang theo ô. Cô bèn gọi vào di động, nhưng không liên lạc được. Diệp Lan cũng không nghĩ nhiều, cô nên nằm xuống sofa nhàm chán xem TV. Toàn là tiếng quảng, cô nghe không hiểu cho lắm, bèn tập trung đọc một số sách trong phòng. Tới tận khi trời tối cũng không thấy Nguyễn Tuyết Cẩm trở về, Diệp Lan lại gọi vào di động của mẹ, đều bất ngờ, vẫn không liên lạc được. Lúc này Diệp Lan mới lo lắng, cô nhớ lại sao gần đây, tâm trạng của mẹ rất xa xút. Hôm nay khi đột kêu cô đi ra ngoài, mẹ còn hỏi một câu, khi nào thì con về Bắc Kinh. Lúc ấy cô chỉ muốn đi cùng Tố Khải dạo quanh phường phố Hồng Kông vì cô được biết anh sẽ ở đây khoảng mấy ngày. Thế cả cô nói với mẹ, chắc sẽ hơi chậm thêm 2-3 hôm nữa mới trở về. Lúc đó mẹ cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò cô ra đường chú ý an toàn. Bây giờ nghĩ lại, cô để mẹ ở Hồng Kông một mình quá bất hiếu, lỡ mẹ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao. Càng nghĩ, càng thấy sợ hãi. Cô vội vàng gọi điện thoại tới quầy lễ tân hỏi xem có nhân viên nào nhìn thấy mẹ. Có nhân viên nói, sau khi cô đi không lâu thì bà Nguyễn cũng ra ngoài, nhưng cụ thể là đi đâu thì không ai trong khách sạn biết. Diệp Lan nghĩ tới vô vàn khả năng, thậm chí còn nghĩ tới chuyện có phải khi đang đi dạo phố mẹ xảy ra chuyện gì rồi bị đưa vào bệnh viện. Nhưng chắc cũng không phải, hiệu quả làm việc của các bộ phận trong bệnh viện ở Hồng Kông rất cao. Một khi bệnh viện được nhận bệnh nhân, họ sẽ tìm đủ mọi cách để liên lạc với người nhà. Không có gì điện thoại của cô lại không nhận được tin báo. Càng lúc cô càng đứng ngồi không yên, dưới người đầu tiên cô nghĩ tới chính là Tú Khải, hiện cũng đang ở Hồng Kông. Cô bèn gọi thẳng cho anh. Điện thoại kêu lên rất lâu mới có người nhận máy, giọng Tú Khải có vẻ mệt mỏi. Tú Khải! Vừa nói tiếng đầu tiên, Diệp Lan đã muốn khóc.
cô cảm thấy sợ hãi, nếu mẹ xảy ra chuyện thì cô phải làm sao? Đối phương rõ ràng là giật mình, vội vàng hỏi cô có chuyện gì. Mẹ mất tích rồi. Giọng của Diệp Lan nghẹn ngào, Tú Khải nhanh chóng an ủi. Em đừng căng thẳng, từ từ kể cho anh nghe. Diệp Lan hít sâu một hơi, cố gắng để nén cảm giác muốn khóc. Cô kể lại hết từ đầu tới cuối cho Tú Khải. Tú Khải vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Đợi cô nói xong, anh trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Lan Lan, em nghe anh nói chuyện đây. Chuyện của cô cứ giao cho anh giải quyết. Việc quan trọng nhất của em bây giờ là ở yên trong khách sạn, không được chạy lung tung. Nhưng em rất lo. Nghe lời anh. Tú Khải ngắt lời cô, ngữ điệu có phần cứng rắn, còn mang theo hàm ý ra lạnh. Diệp Lan cảm thấy lòng mình ngày càng hoang mang hơn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Rồi chợt ý thức được anh giờ không nhìn thấy nét mặt của mình, cô bèn lại một tiếng. Quyển 14, chương 646, tuyệt đối không thể để em làm mất mặt tổ quốc. Bắc Kinh, dưới cùng một bầu trời, thành phố huyên náo cũng dần dần thu lại vẻ hào nhoáng của mình như một con thú chìm ở trong giấc ngủ. Bình ổn đã cái sốc nổi của ban ngày trở nên yên tĩnh hơn. Gió thu mang theo hơi lạnh tĩnh mịch lấp đầy mỗi góc của thành phố, từng tầng mây dày che đi ánh trăng lạnh, khiến cho đêm nay trở nên âm u, ngột ngạt. Lâm Yêu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Khi cô mở to mắt, mồ hôi lạnh đã túa ra đầy đầu, khiến cả tóc tai cũng ướt sũng. Sau đó cô cảm thấy bào thai dữ dội, đứa bé đang thể hiện một cách mạnh mẽ cho cơ hiểu thế nào là động mệnh tương liên. Khoảnh khắc tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, ký ức của con người là mãnh liệt nhất, mà những ký ức này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự thay đổi tâm trạng. Lâm Yêu mơ thấy rất nhiều cảnh tượng lộn xộn, cho dù cô cố gắng chấp nối lại thì vẫn cứ rời rạc. Cô mới thấy mình đi trong đêm tối, nhìn thấy một cỗ quan tài đó đang động đậy. Cô rất sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng bỗng thấy tiếng của Tố Diệp. Tố Diệp đang kêu cứu, kêu lấy tiếng vọng ra từ trong quan tài. Cô liều lĩnh bước tới, kết quả thật sự phát hiện Tố Diệp bị người ta đóng đinh trong quan tài. Cô bèn nghĩ đủ một cách để cứu cô ấy, nhưng cái đinh của quan tài quá dài, cô không có công cụ, không làm sao bậy nắp quan tài lên được. Thế là cô ra sức hô hoán, nhưng xung quanh không có một ai. Cô cầm đá liều lĩnh ném cho mình không có tác dụng gì. Cô bèn nói với Tố Diệp, cô nhất định sẽ tìm được công cụ để cứu cô ấy phải kiên trì. Cô chạy đi rất xa, muốn tìm một gia đình nào đó, nhưng không toi. Cảnh tượng kế tiếp đã thay đổi, hình như cô đã về nhà, ngoài cửa lại thấy có một đôi giày cao gót của phụ nữ, màu đỏ, cực kỳ chói mắt. Cô nghe thấy tiếng động, cô men theo tiếng ấy, đi thẳng tới phòng ngủ, cô đẩy cửa ra, bèn nhìn thấy Diệp Uyên đang ân ái cùng một người đàn bà khác, thanh âm của cô ta ống nghẹo một cách quái quá. Nhưng ngón tay giữ sơn chặt lấy sống lưng của Diệp Uyên. Trông Diệp Uyên rất hưng phấn, chiếc giường lớn bị anh lắc lư sắp sập tới nơi. Người đàn bà kia bám chặt lấy anh như một cây dây leo. Cô nhìn thấy gương mặt cô ta, đó chính là Tịch Khê. Cô chạy ra ngoài, hình như lại chạy hẳn ra nước ngoài. Đó là một nơi quen thuộc, một khách sạn quen thuộc. Cô nghe thấy một tiếng người phụ nữ cảm thấy cực kỳ bực bội. Cô bỏ qua ban công, phòng khách của cô bên đó vẫn còn sáng. Cô nhìn qua, bỗng thấy Diệp Uyên. Anh đang ôm một người phụ nữ chống lên tường, cánh tay rắn chắc nâng cơ thể cô ta lên, hai người quấn bện vào nhau. Người đàn ông hơi thở trầm khàn, người phụ nữ với tiếng kêu rên kiểu diễm. Ngoài cửa sổ là thứ ánh sáng mông lung nhạt nhòa, nhưng đủ rọi sáng vào đôi mắt Lâm Yêu Yêu. Cảm giác này tồi tệ vô cùng. Cô khẽ cựa mình mới phát hiện Diệp Uyên đang vắt ngang cánh tay ôm chặt lấy cô. Chỉ có điều anh chè chặt đến nỗi cô hơi khó thở. Cô nhẹ nhàng kéo cánh tay của Diệp Uyên ra, rồi ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh mình qua tia sáng yếu ớt. Anh là chồng cô, là bố của đứa bé trong bụng cô. Cô và anh cứ thấy lấy nhau như phim. Khi cô tưởng tượng cả cuộc đời này đã định trước sẽ nắm tay Đinh Tư Tử sống đến trọn đời, thì Diệp Uyên đã xen vào cuộc sống của cô không hề khách khí, sau đó bất chấp tất cả để cướp đi cả cuộc đời cô. Giữa anh và cô hình như chẳng có lời thề non hẹn biển nào, càng không có tình cảm thanh mai trúc mã. Cô chưa bao giờ nghĩ, cũng chưa từng tưởng tượng có một ngày mình lại lấy một người đàn ông khác chứ không phải Đinh Tư Tử, rồi bản thân lại yêu một người đàn ông khác. Anh còn sâu xa, có khiến người ta nghiến răng nghiến lợi đến mức nào cũng không đại đọ sự cố chấp của anh dành cho cô. Anh kiên quyết phải theo đuổi được cô, kiên quyết phải lấy cô làm vợ. Cô nên tin rằng tất cả mọi chuyện đều phát sinh từ tình cảm thực sự của anh, chứ không phải tâm lý săn bắt một con mồi. Không phải sao? Nhưng vì sao? Lâm Yêu nhìn Diệp Uyên. Anh ngủ rất say, hơi thở cũng nhịp nhàng chậm rãi. Có lẽ do thường xuyên tập thể hình và chú trọng dinh dưỡng, nên anh ngủ rất yên tĩnh, không có tiếng gáy vì phò. Điều này sẽ khiến cho phụ nữ có thể yên tâm nằm trong vòng tay anh say ngủ.
Có phải chính như vậy mới có rất nhiều người phụ nữ thích len vào trong lòng anh? Thật ra cô nên dự liệu từ sớm. Cô rất hiểu anh. Trước khi kết hôn, anh đã là một người đàn ông có rất nhiều phụ nữ. Có đôi lúc đến cả những người anh từng hẹn hò với anh còn chẳng nhớ nữa. Lấy một người đàn ông như vậy, đương nhiên phải chấp nhận mạo hiểm, không đúng sao? Nếu như ban nãy chỉ là một cơn ác mộng, vậy thì khi tỉnh lại, thấy anh vẫn còn ngủ bên cạnh mình, cô nên mừng vì đó chỉ là mơ thôi. Đáng ra cô phải ôm chặt lấy anh, cảm ơn ông trời vẫn để anh luôn bảo vệ bên cạnh cô như vậy. Nhưng cô hận chết cái giác quan thứ sáu của mình, hận cả việc mình tùy tiện nghi ngờ. Cô nên tin lời Tố Diệp, tiếp nhận lời khuyên của cô ấy mới phải. Là chuyên gia tình yêu đã nói, trong tình yêu, phụ nữ luôn phải tỉnh táo, nhưng trong hôn nhân ấy là một kẻ khờ, như thế mới có được hạnh phúc. Lâm Yêu cảm thấy câu nói này rất đúng, nếu cô có thể ngốc một chút, dại một chút thì đã không rơi vào tình cảnh đau thắt con tim như bây giờ, cũng không cần đêm đêm bàng hoàng tỉnh giấc khỏi ác mộng. Những lời Tố Diệp nói lần trước quả thực khiến cho cô bình tĩnh lại, nhưng mấy hôm sau cô bắt đầu hoang mang lo sợ. Hai dòng tin nhắn trong di động của Diệp Uyên cứ đung đưa trước mặt cô, sao lại trùng hợp đến vậy? Lúc cô gọi tới lại nghe được giọng của Tịch Khê. Hơn nữa hôm sau khi lén xem lại di động của Diệp Uyên, chúng đã bị anh xóa sạch. Lâm Yêu không hề biết Diệp Uyên vẫn còn quan hệ với Tịch Khê. Anh cũng chưa bao giờ nhắc tới Tịch Khê trước mặt cô. Sau khi cưới, anh làm tròn bổn phận của một người chồng, hoàn toàn mang hình tượng như một người đàn ông tốt, ngoài trừ những lần anh phải đi công tác, đêm ấy không về nhà. Phải, cô bắt đầu nghi ngờ đêm đó. Ban đầu cô chỉ cho là Diệp Uyên uống say rồi ngủ tại nhà bạn, nhưng sau đó cô phát hiện ra áo sơ mi của Diệp Uyên không bình thường, nó quá mới, không hề có dấu vết tẩy giặt. Đương nhiên, anh đã giải thích là vì áo cũ toàn mùi rượu nên anh đã mua bộ mới. Lý do này không chê vào đâu được, nhưng Lâm Yêu lại nhớ tới những tình tiết trong sách hay trong phim. Đàn ông ra ngoài ăn vụng, trên quần áo dính vết son hoặc mùi nước hoa của phụ nữ, thế là đã mua một bộ mới thay vào. Người ăn bụng kiểu gì cũng để lại dấu vết. Thế là Lâm Yêu lại làm cái việc mà đa phần các bà vợ hay làm, kiểm tra di động của anh. Thứ đã bị xóa không còn cũng không sao, chỉ cần có đầy đủ lý do vẫn có thể tìm lại được. Cô mang đầy đủ giấy tờ có liên quan, tìm tới một người bạn làm quản lý cao cấp trong một công ty điện thoại. Điều tra như vậy còn tiện hơn mang thẳng tới cho nhân viên bán hàng. Người đó dĩ nhiên là rất khó xử, đây là hành vi trái với điều lệ công việc. Lâm Yêu mãi nói hết hơn lẽ lời thiệt hơn, giờ tận bài tình cảm ra mới thuyết phục được bạn. Nhân lúc sơ hở lên lấy giúp cô ấy tất cả những thứ gần đây Diệp Uyên xá đi. Về tới nhà, Lâm Yêu đi vào trong phòng, cắm USB vào trong máy tính. Và cứ thế, cô nhìn thấy một thứ không nên nhìn thấy, một đoạn clip. Cô run rẩy mở ra, đó là những hình ảnh đầy sinh động. Đoạn clip tuy ngắn, nhưng cô đã nhận ra đôi nam nữ trong hình. Người đàn ông là chồng cô Diệp Uyên, người đàn bà đó chính là Tịch Khê. Họ đang khỏa thân, lăn lộn trên giường. Có lẽ đó là khách sạn, các giường và chăn đều là một màu trắng toát. Bên cạnh giường còn rơi vãi quần áo của hai người họ, vô cùng lộn xộn. Lâm Yêu không biết nên hình dung cảm xúc ban đầu của mình khi xem được đoạn băng ấy, thảng thốt, phẫn nộ hay là đau đớn. Cô quên rồi, cô chỉ biết bùm một tiếng là đầu óc đã trống trơn. Ngay sau đó là sinh mạng nhỏ trong bụng cô đạp một cái, rồi dâng lên một cơn đau quặn thắt dữ dội. Diệp Uyên đã phản bội cô, hơn nữa còn là sau khi cưới. Người đàn bà ấy lại còn là Tịch Khê, một người cô cảm thấy kém cảnh. Họ là hai người cùng thân phận, địa vị, xứng đôi vừa lứa, nhẽ ra khi trước nên làm đám cưới, không phải sao? Tại sao bây giờ Diệp Uyên lại đi tìm cô ta? Sau đó, Lâm Yêu nhìn thấy tin nhắn Tịch Khê gửi cho anh, vô cùng ám muội. Lâm Yêu nghĩ đến mình điên chắc rồi, trái tim cô như bị cắt đi từng mảnh một, máu không ngừng chảy, đau đến tắt thở. Đó là một sự tuyệt vọng vừa như rời sụp xuống, cảm giác này còn kinh khủng hơn cả khi Đinh Tư Thử nói lời chia tay với cô. Cô không muốn nghe, cũng không muốn xem, nhưng trong điện thoại vẫn còn một đoạn băng bị anh xóa đi, cũng đặc sắc không kém. Lâm Yêu nên căm hận Diệp Uyên, hận anh lừa dối cô, hận anh phản bội cô, nhưng đọc nội dung của nói chuyện của họ, cô lại không hận nổi. Tịch Khê ép anh về ly hôn, cầu chữ cô đều thấy cô ta luôn chiếm ưu thế, mà từng lần cô ta đề cập tới hai chữ ly hôn, có thể nhận ra Diệp Uyên luôn cự tuyệt. Trong nhật ký cuộc gọi, cô nhìn thấy một cuộc đối thoại thế này. Diệp Uyên nói: "Cô điên à?" Tịch Khê nói: "Tôi không điên, thế nên biết rõ, tôi đã cho anh thời gian suy nghĩ quá lâu rồi. Diệp Uyên, tôi hỏi anh, rốt cuộc tới khi nào thì anh lật bài ngửa với vợ đây?" "Tôi đã nói rồi, tôi không ly hôn." "Thế thì đợi tới lúc vợ anh nhận được đoạn băng đi. Hơn nữa, tôi sẽ gửi cho cô ta xem toàn bộ đoạn băng gần 2 tiếng đồng hồ. Anh bảo liệu cô ta có phát điên không?"
Tịch Khê, cô đừng ép tôi. Tôi cứ ép anh đấy. Tóm lại, tôi không đợi được nữa. Tôi yêu cầu anh tối mai phải nói rõ sự thật. Nếu không, tôi nhất định sẽ cho cô ta xem đoạn băng này. Alo, Tịch Khê, cô... Sau đó, chính là Diệp Yên chủ động gọi lại cho Tịch Khê. Tịch Khê, tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với cô. Được thôi, khi nào, ở đâu? 11 giờ đêm nay, địa điểm tôi sẽ nhắn cho cô. Chúng ta cần tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. 11 giờ, anh định kéo dài thời gian đấy à? Yêu đang có bầu, hơn 10 giờ cô ấy ngủ mới ngủ. Tôi phải đợi tới khi cô ấy ngủ say mới ra ngoài được. Được. Lâm Yêu nhớ lại, hôm đó tỉnh lại là lúc nửa đêm, quả thực không nhìn thấy Diệp Uyên. Cô tưởng anh đi vệ sinh, không để ý lại nên tiếp đi. Hôm sau tỉnh lại, Diệp Uyên đã từ ngoài trở về, mua đồ ăn sáng cho cô, nên cô cũng không nghĩ nhiều. Hóa ra anh đã đi gặp Tịch Khê. Nếu chỉ xem tới đây, cơn giận của Lâm Yêu chưa thể tiêu tan. Điều này có thể chứng tỏ Diệp Uyên đã làm chuyện gì trái với lương tâm. Sau khi phát sinh quan hệ với Tịch Khê, lại không muốn thừa nhận, thế nên đã tìm một nơi để nói chuyện rõ ràng với Tịch Khê. Cô sẽ cảm thấy Diệp Uyên đã khác thường những người đàn ông khác, chỉ thì trong cách đối phó với kẻ thứ ba. Anh không khác, nhưng sau đó là một loạt tin nhắn trên WeChat được chuyển thành chữ, nội dung khiến cô kinh ngạc. Diệp Uyên, tôi không ngờ anh lại độc ác đến vậy. Chính cô ép tôi. Thì ra anh đã sớm tìm đến Mấy Ngàn để điều tra tôi. May cho cô là tối đó, cô gặp đến Mấy Ngàn. Nếu người cô gặp là tôi nhất định sẽ giết chết cô. Được lắm Diệp Uyên, anh nhất định sẽ gặp quả báo. Lâm Yêu đã đọc dòng tin nhắn đấy chợt giật mình, nhất là câu nói của Diệp Uyên. Tôi sẽ giết cô. Cô cứ có linh cảm Diệp Uyên không đùa. Tuy không nghe được giọng nói của Diệp Uyên khi nói câu này, nhưng chỉ nhìn những chữ thôi cũng đủ khiến sống lưng cô lạnh toát. Cô nhớ tới mấy hôm đó Diệp Uyên đứng ngồi không yên, nhớ lại cảnh tượng hôm ấy anh mang ăn đủ ăn sáng về. Khi đó anh ôm chặt lấy cô, không ngừng thì thầm bên tai: anh yêu em. Bây giờ xem ra chính Tịch Khê đã ép anh vào trong đường cùng, anh mới có ý định giết người. Khi một người đàn ông vì bạn mà đến giết người cũng dám, bạn sẽ như thế nào? Lâm Yêu không trả lời được vấn đề này. Muốn cô cảm động ư, cô còn đang ghét cái thái độ thiếu đứng đắn của Diệp Uyên. Nhưng bảo cô căm hận ư, cô lại đang cảm động sự kiên trì của Diệp Uyên đối với cuộc hôn nhân này. Cô tin rằng Diệp Uyên không yêu Tịch Khê, thậm chí thông qua các cuộc trò chuyện có thể thấy Diệp Uyên còn chẳng nhớ nổi tối hôm đó có chuyện gì. Lâm Yêu bỗng cảm kích nên Mấy Ngàn. Nếu không có anh ấy, Diệp Uyên sẽ làm những chuyện gì? Một vấn đề vốn dĩ chỉ liên quan tới tác phong sinh hoạt cũng trở thành một vụ án hình sự. Lâm Yêu chỉ cảm thấy rung mình, cũng may không phải vậy. Diệp Uyên nằm trên giường bỗng lật người, xoay lưng về phía cô. Bóng lưng rắn rỏi của anh để lại một cái bóng. Có bao nhiêu người con gái đã từng ôm chặt bóng lưng này, nói cười vui vẻ. Tâm trạng của Lâm Yêu phức tạp vô cùng, cô vừa hận lại vừa đau. Cô muốn mắng Diệp Uyên một trận té tát, thậm chí là ầm ĩ lên. Nhưng đứa bé trong bụng đang không ngừng lăn lộn, dường như cũng cảm nhận được sự bất an của cô. Cô không thể ích kỷ như vậy được, không thể tranh cãi với anh. Lúc này đứa bé là quan trọng nhất. Nhưng trong lòng cô có một cục tức, lên không được, xuống chẳng xong. Nó làm cho lòng cô tắc nghẹn. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Uyên, sự oán trách trong lòng chiến thắng lý trí. Cô cúi đầu, bỏ lên bả vai anh, rồi cắn mạnh một cái. Diệp Uyên đang ngủ say dần mình bởi cơn đau bất ngờ, anh vô thức kêu lên một tiếng. Lâm Yêu sống chết không buông ra, cứ ra sức cắn. Người ta khi đau phải phản ứng là điều vô thức. Diệp Uyên lập tức vung tay một cái, Lâm Yêu bị anh đẩy mạnh ra, đầu đập bụp cái vào giường. Thế là cô oà lên khóc nức nở. Lúc này Diệp Uyên mới hoàn toàn tỉnh dậy. Anh bật đèn ngồi đầu giường lên, nhìn cho rõ tình hình trước mặt. Ngay sau đó anh sát lại, ôm lấy Yêu Yêu, xót xa nói: anh xin lỗi, tại anh không tốt, để anh xem có sao không. Đừng có động mà em. Lâm Yêu hất tay anh ra, sự tích tụ bao nhiêu ngày nay cứ thế bộc phát. Diệp Uyên ngẩn người nhìn Lâm Yêu đang mất kiểm soát. Mấy giây sau anh kéo cô tới. Sao rồi, có phải em thấy khó chịu chỗ nào không? Lâm Yêu vẫn nước mắt nương tròng, một lần nữa xua đuổi anh. Tránh ra. Diệp Uyên bàng hoàng. Đúng không, lúc này cửa phòng ngủ bị gõ ba tiếng cốc cốc cốc, vọng vào tiếng nói của Nguyễn Tiên Hoàn. Hai đứa làm sao thế hả? Nửa đêm nửa hôm bộ nào cái gì thế? Diệp Uyên ngồi im. Ngược lại, Lâm Yêu đi xuống giường, đi tới kéo cửa phòng ra, xông ra khỏi phòng. Diệp Uyên thấy vậy cả kinh, sợ cô làm bị thương đứa bé, rồi lo tâm trạng của cô không tốt, cũng vội vàng xông ra phòng khách. À. Nguyễn Tuyết Mạn kêu ra thất thanh, chỉ vào vai Diệp Uyên, giọng nói cũng trở nên chói tai. Mày còn sao thế kia, chảy máu rồi. Lâm Yêu đang ngồi khóc trên sofa nước mắt, thấy bả vai Diệp Uyên quả thực đã chảy máu, dĩ nhiên là đau lòng, nhưng tâm lý vẫn còn chút bứt rứt.
Cô quay đầu đi, cố tình không nhìn anh. Diệp Vĩ lúc này mới phát hiện mình bị thương, vết răng trên bờ vai rất sâu, rách da chảy máu. Chỉ tại bàn đấy mà lo cho Lâm Yêu, không thấy đau đớn gì, giờ mới thấy đau thật. Người Tuyết Vạn mồi vội tìm hộp bông băng, thấy sắc mặt Lâm Yêu không tốt, bà dè dặt hỏi: "Xảy ra chuyện gì đấy con?" Nói xong cô ấy, qua ánh đèn, bà mới nhìn thấy trán Lâm Yêu cũng sưng tấy, lại kêu một tiếng, đặt hộp bông băng xuống, ngồi bên cạnh Lâm Yêu. "Có chuyện gì thế này?" Lâm Yêu im lặng cắn chặt môi, đôi mắt đỏ quạch. Nguyễn Tuyết Mạng quay đầu lại nhìn Diệp Uyên. Diệp Uyên ngượng ngập nói: "Còn để cô ấy một cái." Thấy gương mặt bà biến sắc, anh vội vàng giải thích: "Con đang ngủ, thật sự không biết, chỉ là vô tình thôi." Lúc giơ tay lên động vào bà vai, anh đau đến nhe răng. Nguyễn Tuyết Mạng yên lặng trở lại. Bà hiểu con trai mình, xót Yêu Yêu còn xót hơn bản thân, thế nên chắc chắn không chủ động đẩy con bé. Đừng nói giờ là Lâm Yêu đang mang thai, ngay cả khi con bé chưa mang thai, con trai bà cũng chu đáo hết mức đối với vợ. Nhìn bà vai Diệp Uyên giống như là bị ai cắn, bà lập tức cũng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Là mẹ anh không thương con mình, bản thân con còn không đỡ đánh con, thế nên lại bị người ngoài cắn đến nông nỗi đó. Nguyễn Tuyết Mạn đương nhiên rất bực, nhưng nhìn thấy trán Lâm Yêu cũng sưng tấy, nước mắt lăn dài, cộng thêm giờ con bé đang mang thai, bà cũng đành phải bênh nó, ngẩng đầu quát Diệp Yên: "Con lớn bằng từng này tuổi rồi, sao biết phân biệt nặng nhẹ thế hả? Con không biết nó đang mang thai sao? Lỡ như bị thương thì làm thế nào?" Diệp Yên liên tục xin lỗi, anh bước tới, ngồi xuống, mặc kệ vết thương của mình, dỗ dành Yêu Yêu: "Còn đau không em? Anh đưa em đi khám bác sĩ nhé." Lâm Yêu nhìn vết thương nhức nhối trên bà vai anh, trái tim như bị vô số chiếc kim đâm vào. Cô đẩy tay anh ra, suýt nữa thì buộc miệng nói câu: "Đừng dùng đôi tay đã động vào người đàn bà khác để chạm vào em." Cũng may cô kiềm chế kịp, bực bội đáp: "Em nhìn thấy anh đã thấy ngứa mắt, tối nay đừng có về phòng ngủ." Dứt lời, cô đứng lên đi vào trong phòng. "Yêu Yêu." Diệp Uyên đi theo, nhưng bị chặn lại ngoài cửa. Anh gõ cửa, dịu giọng xin lỗi nhưng vô ích. Rất lâu sau Nguyễn Tuyết Mạn mới gọi anh về. Anh cúi gằm, ủ rột ngồi xuống sofa. Nguyễn Tuyết Mạn thở dài, cầm lấy bông băng dùng lọ oxy ra xử lý vết thương cho anh. Đau đến nỗi anh cứ nhíu mày mãi. "Con làm gì để cho nó giận rồi à?" Nguyễn Tuyết Mạn hỏi. Diệp Uyên cố chịu: "Con đâu biết." Nguyễn Tuyết Mạn không nói nữa. Sau khi xử lý vết thương xong, bà mới lên tiếng: "Chắc là tâm lý của phụ nữ có thai đấy. Mẹ thấy chuyên gia trên TV cũng có nói, phụ nữ có thai cũng là tâm trạng thay đổi rất lớn. Con đấy à, bình thường phải quan tâm nhiều hơn đối với nó. Hơn nữa, có thế nào cũng không được động tay động chân với nó, biết chưa?" "Con không động tay động chân thân mà." Diệp Uyên oan ức: "Được rồi, mẹ thấy tối nay con cứ ngủ ngoài phòng khách đi. Nó đang có bầu, vốn dĩ giấc ngủ đã không được sâu rồi." Diệp Uyên cũng chỉ còn cách đó. Nguyễn Tuyết Mạng cất hộp bông băng đi thở dài: "Người ta bảo con gái bây giờ mang thai là sướng lắm. Quả là không sai, khi trước bố con nào có chăm sóc mẹ được như thế." Tố Diệp được người ta đánh thức dậy, giọng nói rất khẽ, rất nhẹ, rất thân quen. Cô mở mắt ra, xung quanh tối om, trong không khí còn có mùi ẩm mốc, cảm giác rất ướt át. Cô cự quậy một chút mới phát hiện hai chân hai tay mình đều bị trói chặt, muốn nhúc nhích cũng không được. Đôi chân tê bì, lại còn lạnh nữa, vì cô đang mặc váy ngủ nên hai chân cô còn hở ra ngoài. "Tiểu Diệp." Là tiếng của Kỳ Đống Nham, bà nãy chính anh gọi cô dậy. Tố Diệp quay đầu, bàng hoàng phát hiện Kỳ Đống Nham cũng bị trói gô. Thấy cô tỉnh, anh vội vã hỏi: "Em có bị thương không?" Cô thử cử động, ngoại trừ mông tê cứng ra thì không có chút nào cảm thấy đau nữa. Chắc tại cô ngồi quá lâu nên các dây thần kinh đã tê liệt cả. Cô lắc đầu với Kỳ Đống Nham rồi nói: "Chúng ta đang ở đâu đây?" Câu hỏi của Kỳ Đống Nham là vô ích. Anh cũng vừa tỉnh dậy nên phát hiện hai người họ bị nhốt trong căn phòng kín như bưng này. "Có người tấn công chúng ta," anh nói. Tố Diệp nhớ ra rồi, vì hôm qua cô dậy khá muộn, đến tận khi mọi người đã ngủ thì cô vẫn tỉnh táo. Cô vốn định đi tới tìm Kỳ Đông Nham, nói về chuyện của Dương Nguyệt, nhưng nhìn giờ xong cũng từ bỏ ý định này. Cô ngồi một mình, sắp xếp lại những người và những chuyện đã gặp ngày hôm ấy. Nhưng không hiểu sao khi nghĩ mãi, bỗng mệt mỏi, mí mắt cứ đánh nhau, cả người cảm thấy rã rời. Tố Diệp bỗng nhìn thấy không bình thường, muốn đứng dậy, nhưng bỗng ngã vật xuống giường. Sau đó cô nhìn thấy hai người áo đen phi vào trong phòng, động tác rất nhanh. Trước mặt cô lập tức mơ hồ, rõ ràng đã biết có nguy hiểm, nhưng cô chỉ có thể dương mắt nhìn họ đi tới gần. Sau đó, đầu cô bị một chiếc túi vải đen chụp kín. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau, sau đó thì không biết gì nữa. "Có người đánh thuốc mê cho em." Tố Diệp nhớ lại một lượt rồi nói với Kỳ Đồng Nham: "Mùi này rất quen, không nhớ đã từng ngửi thấy ở đâu rồi." Kỳ Đồng Nham cũng nhớ lại lúc vào phòng ngủ của cô, quả thực đã ngửi thấy một mùi rất thơm.
nhưng anh nghĩ đó là mùi hương của phụ nữ hoặc là nước hoa cô mang tới. Thì ra cả người anh đều rêu rã rồi bị trói chặt để đợi vì loại thuốc mê đó. Bọn chúng là kẻ nào? Tố Diệp thử xem có nhúc nhích được không, nhưng dây thừng quấn rất chặt. Kỳ Đông Nham cố hồi tưởng lại. Bịt mặt, rất giỏi võ, nhưng lại không giống người Trung Quốc. Tố Diệp kinh ngạc, lúc đó cô không nhìn rõ lắm, thế nên không thể đoán định đối phương là ai. Nghe Kỳ Đông Nham nói vậy, cô càng cảm thấy kỳ lạ. Nếu là người nước ngoài, thì ai đã ra tay rộng rãi như vậy? Anh cảm thấy, chúng nhằm vào anh hay vào em? Tố Diệp đang băn khoăn chuyện này, Kỳ Đông Nham ngâm nghĩ. Có thể là em, mà cũng có thể là anh. Tố Diệp cúi đầu bó tay, rất lâu sau cô lại nhìn về phía Kỳ Đông Nham. Anh quả là vô dụng. Câu nói làm Kỳ Đông Nham sững người, ngay lập tức bất bình thay cho bản thân. Em chưa từng dùng qua anh, làm sao biết anh vô dụng? Tố Diệp lườm. Anh gói cho không em cũng không dùng. Kỳ Đông Nham ngượng ngập, anh hắng giọng giấy lát rồi nghiêm túc trở lại. Không phải tại anh không bảo vệ được em, mà là anh thật sự không có bản lĩnh vừa chống cự với thuốc mê, vừa cứu em được. Em nghi ngờ là hàng mua một tặng một, mục đích của bọn chúng nhất định là anh. Rõ ràng là nhằm vào em, anh mới là hàng mua một tặng một thì có, nếu không tại sao bọn chúng lại đi vào phòng em? Đó là vì bọn chúng muốn lấy em làm con tim để uy hiếp anh. Kỳ Đông Nham nhíu mày ngẫm nghĩ, dù gật đầu có vẻ tán thành. Nói về cũng đúng, chưa biết chừng bọn chúng thật sự biết anh thích em, lấy em ra để uy hiếp anh, bắt nháo đưa tiêu tiền anh cũng đưa đấy. Ấy mà cũng đúng, nếu cần tiền, bắt anh làm gì? Nghĩ cách thoát ra đi đại ca. Tố Diệp gào lên thảm thiết. Sớm biết có người bắt cóc em chắc chắn sẽ thay sẵn quần áo dài. Giờ thì hay rồi, anh bảo nếu như chúng ta tìm cách báo cảnh sát, em cũng không có mặt mũi nào đi gặp cảnh sát nhân dân. Đợi đã, liệu đây có còn là Hồng Kông nữa không? Lỡ ở nước ngoài, em đúng là làm mất mặt tổ quốc. Kỳ Đông Nham đúng là bái phục tư duy nhảy vào của cô, lúc này rồi mà vẫn còn bình tĩnh được như vậy. Nếu là người con gái khác, chắc hẳn đã khóc thét lên từ lâu. Anh bật cười rồi nói. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để em làm mất mặt tổ quốc đâu. Anh có cách rồi à? Hai mắt Tố Diệp sáng ngời, Kỳ Đông Nham phì cười. Anh không thể chịu thua niềm anh ngạn chứ hả? Lúc này mà anh không anh hùng cứu mỹ nhân, thì cả đời này em sẽ nói anh vô dụng mất. Tố Diệp nói. Đừng phí lời nữa, mau nói xem anh nghĩ ra cách gì rồi. Em lại đây. Kỳ Đông Nham nháy mắt với cô, Tố Diệp rầu rĩ. Cụ lớn ơi, con bị trói làm sao qua được? Kỳ Đông Nham nhìn cô bằng ánh mắt ngốc nghếch rồi chỉ cách cho cô. Bò. Tố Diệp chỉ vào hận không thể nhào tới cắn của anh. Thế sao anh không bò? Được rồi, anh nhường em, bà cô ạ. Kỳ Đông Nham không muốn lãng phí thời gian, anh thật sự đã nhích từng chút một tới bên cạnh Tố Diệp. Sau đó thì sao? Kỳ Đông Nham cúi đầu nhìn vào nút thắt dây thừng. Nhìn thấy chưa, em nằm sấp xuống, dùng miệng cắn để tháo ra, không phải là cắn vào dây thừng mà cắn vào nút thắt này. Tố Diệp lên nhìn, nó nhìn làm trình hình trên chỗ đó của anh, cô sửng sốt nhìn anh. Kỳ Đông Nham, không phải chứ, anh sốt sắng muốn chiếm lợi từ em phải không? Quyển 14, chương 647, đôi bố đã từng nhìn thấy. Nghe xong mấy lời đó của Kỳ Đông Nham, cũng không biết nói sao, anh thì thầm. Bởi chúng thắt nút kiểu này, anh còn biết phải làm sao, hay là đổi lại, anh tháo. Anh bắt đầu lục tìm nút thắt của cô. Tố Diệp phát hiện ra nút thắt của mình còn chẳng tiện bằng của anh, bèn nghiến răng nát. Được rồi, để em giúp anh. Lúc đó tỉnh lại cho đến bây giờ, nói chuyện cứ phải thì thầm vì trước mắt còn chưa biết rõ mình đang ở đâu, cũng lại không biết bên ngoài có rốt cuộc bao nhiêu người, lai lịch ra sao, thế nên họ không dám gây ra động tĩnh quá lớn, sợ đánh rắn động cỏ. Tố Diệp cố gắng nhích từng chút một qua, còn phải khắc phục trở ngại tâm lý của mình. Tuy rằng ban nãy ngoài miệng ăn nói thì hớn hở như thế, nhưng Kỳ Đông Nham cũng chưa chắc là một người thích chiếm hời của con gái, thế nên dù ít nù nhiều cũng cảm thấy ngượng ngập. Đúng vào lúc này, có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Trong một đêm tối yên tĩnh như thế này lại càng trở nên vang vọng. Nó là tiếng bước chân đàn ông nặng nề nhưng nhanh nhẹn. Trong bóng tối, Tố Diệp và Kỳ Đông Nham đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều đã chuẩn bị sẵn 10 phần cảnh giác. Chính vào khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy ra, hai người lại khu vực tư thế như cũ, nhắm mắt lại, nhưng thực chất vẫn hở nên mé lặng, lặng lẽ quan sát mọi chuyện xung quanh. Hành lang có ánh sáng, một ánh đèn trắng rất chói mắt, ánh sáng ấy rọi vào trong phòng, chiếu sáng kết cấu của gian phòng. Tố Diệp tiếp tục tư duy, tư thế ngã sang một bên, Kỳ Đông Nham thì nghiêng đầu một bên. Người đó đi tới trước mặt họ, giơ chân đá đá vào người Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham nằm im, hắn ta lại quan sát Tố Diệp rất lâu. Hắn đang định cúi người xuống chạm vào người cô thì nghe thấy có người đi vào, lao vào một câu gì đó với hắn. Người đó bèn dừng tay, rời đi cùng anh em của mình. Sau khi tất cả ý nắng trở lại, Kỳ Đông Nham và Tố Diệp mới động đậy.
Đầu tiên, có thể chắc chắn một chuyện, chúng ta không còn ở Đại Áo nữa. Sau khi ngồi thẳng dậy, Kỳ Đúng Nham bình tĩnh phân tích tình hình. Điều này Tố Diệp cũng đồng ý. Bản nãy có ánh sáng chiếu vào, mà người đi vào cũng đứng ở trong quầng sáng đó. Vừa mới vào trong, chắc chắn hắn sẽ phải thích ứng với bóng tối, thế nên chứng tỏ hắn ở ngoài sáng, còn hai người họ ở trong bóng tối. Cũng chứng tỏ họ có đủ thời gian để nhìn rõ hoàn cảnh trước mặt. Ánh sáng rọi vào chói lọi cho họ biết phong cách kiến trúc ở đây không phải thuộc về Đại Áo. Có lẽ họ đã bị đám người này đi tin ra khỏi Đại Áo. Nghĩ cũng phải, diện tích của Đại Áo không lớn, buổi tối thì có thể bưng bịt tai mắt người khác. Nhưng ban ngày, luôn có những người nước ngoài đi dạo trong làng trài, ít nhiều sẽ khiến người ta nghi ngờ. Một khi cảnh sát truy tìm thì chắc chắn sẽ bại lộ. Họ không thấy có tiếng sóng biển. Khi mở cửa gió lùa vào, gió cũng mát lạnh, không có mùi biển, càng có thể chứng tỏ họ đã rời xa Đại Áo. Thứ hai, em có ấn tượng với những người này. Tố Diệp nói tiếp. Có lẽ chúng là người Mexico. Kỳ Đúng Nham kinh ngạc nhìn cô. Em hiểu tiếng Tây Ban Nha. Câu hỏi ấy khiến cho Tố Diệp sững người. Cô lắc đầu. Kỳ Đúng Nham thấy vậy càng khó hiểu. Vậy sao em biết chúng là người Mexico? Em nhận ra loại bốt mà chúng đi. Trước đây chính là đám người theo đuôi em và Ni Mách Ngàn. Nổ súng bắn bọn em ở bên Nam Phi. Có lẽ bọn chúng là một tổ chức sát thủ, nên đôi bốt mà chúng đi được đặc biệt. Có lẽ đều là một loại bốt quân đội, thống nhất một vị trí từ hướng cản chân bằng da màu đen, bên trên có nạm một lớp vàng, thế nên khi nhấc bước chân, rõ ràng bước chân sẽ nặng nề hơn, còn có tiếng kim loại khẽ va chạm vào nhau, một thanh âm rất đặc biệt. Mà lớp kim loại này, Tố Diệp đoán là có công dụng làm từ như kiểu giá để sao. Ở Nam Phi, có những người có những đi đôi bốt giống hệt, loại bốt này chắc chắn không thể mua được trên thị trường. Sau khi nghe xong lời giải thích của cô, Kỳ Đúng Nham gật đầu. Chúng đúng là người Mexico, bạn ấy nói tiếng Tây Ban Nha. Phải rồi, cả anh và Ni Mách Ngạn đều biết tiếng Tây Ban Nha. Tố Diệp chợt nhớ ra, vào lúc gọi điện thoại Nam Phi, anh nói tiếng Tây Ban Nha. Kỳ Đúng Nham nhìn cô, khẽ thở dài. Em có cần chuyện gì cũng mang anh và Ni Mách Ngạn ra so sánh không? Tố Diệp cười hì hì, nghiêm túc trở lại. Thế nói bạn ấy nói gì, có thể đoán được chút tin tức gì lời nói của anh không? Kết quả, sự kỳ vọng của cô bị Kỳ Đúng Nham phá vỡ. Tên nói chỉ nói một câu, ăn cơm thôi, mọi người đều đang đợi mày đấy. Ngoài việc có thể biết được ở đây, không chỉ có một tên canh giữ ra, thì những trịnh khoác vẫn mù tịt. Tố Diệp cảm thấy như có một màn quạ đen bay qua đầu, một đám người hư. Ông trời ơi, kiếp trước có phải đào phần mộ tổ tiên nhà ai lên chứ? Tại sao kiếp này phải cần tìm một đội ngũ tinh nhuệ như vậy để đối phó với cô? Đừng nói là một đám người, lần trước chỉ có mấy tên đã rất khó đối phó rồi. Hãy cô và Ni Mách Ngạn suýt nữa thì xuống hoàn tuyển. Ngẫm nghi giây lát, cô quay đầu nhìn Kỳ Đông Nham, hỏi một cách rất nghiêm túc. Em hỏi anh một chuyện. Hỏi đi. Tố Diệp hắng giọng rất lâu, cố gắng hỏi rõ ràng một chút. Kỳ Đông Nham, anh phải thành thật nói cho em biết, võ nghệ của anh và Ni Mách Ngạn ai giỏi hơn ai? Kỳ Đông Nham thấy cô hỏi, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhìn cô đầy cảnh giác. Em có ý gì? Ý của em rất đơn giản, nếu bình thường anh đánh lại được Ni Mách Ngạn thì chúng ta xông ra ngoài vẫn còn hy vọng. Tố Diệp không hề đùa cợt. Anh à? Kiều Đúng Nham cũng suy nghĩ rất nghiêm túc. Bọn anh có lẽ kẻ lắm tám lạng người nửa cân, em cứ coi anh là kẻ tám lạng đó. Tố Diệp tuyệt vọng. Đừng nói nhiều nữa, mau cởi trói cho anh. Không cần biết là ai nửa cân anh tám lạng, cứ cởi trói trước đã, rồi có cơ hội hãy nhìn kỹ tình hình. Kiều Đúng Nham thúc giục cô. Tố Diệp chần chừ. Kiều Đúng Nham lườm cô. Ni Mách Ngạn không có ở đây, anh ấy không thấy đâu. Em không nói, anh không nói, ai biết được. Giết người còn có thể, quỷ còn không biết, thần không hay đấy. Anh có cần giết người không? Tố Diệp cãi lại. Nói như vậy, cô vẫn bị tiến sát về phía Kỳ Đông Nham. Khi cúi xuống, cô hàn học nói một câu. Em cảnh cáo anh không được động đậy. Bác sĩ tối vĩ đại, bây giờ anh có muốn động đậy cũng đâu có được. Tố Diệp hừ một tiếng rồi cúi đầu. Dây thừng đã được ngâm nước muối, thế nên cực kỳ chắc chắn. Tố Diệp cố gắng chỉ cắn vào dây. Anh ở cái dây thắt lưng quá chặt mức, ghi chặt lấy trong vị trí bụng dưới của Kỳ Đông Nham. Tố Diệp muốn dừng răng cắn, chỉ có thể ra sức cố gắng. Kỳ Đông Nham, thóp bụng vào. Tố Diệp đề nghị. Đã cố thóp rồi. Tố Diệp đành phải cố gắng lần nữa, lần này vẫn không thành công. Kỳ Đông Nham sốt ruột nói vang lên trên mình nổ cô. Bà cô ơi, em lanh lẹ lên một chút đi, lát nữa là bọn chúng ăn cơm xong rồi. Anh tưởng em không gấp à, răng của em sắp cắn gãy rồi đây. Em phải dùng sức. Tố Diệp chỉ muốn tung cước đá bay cái mặt Kỳ Đông Nham. Cô ngước lên, giận dữ lườm anh một cái, nghiến răng nói. Anh cứ đợi đó, hôm nay anh dám lợi dụng em như thế này,
lần sau em sẽ đánh cho anh bỏ ra đất tìm răng. Kỳ Đồng Nham không biết nên khóc hay nên cười. Tố Diễm hít sâu một hơi, lần này cô thật sự không suy nghĩ gì nữa, mở to miệng, còn dùng cả đầu lưỡi. Căn phòng này chỉ có một cái ô cửa nhầm máy nhỏ xíu, ánh sáng le lói cũng hắt vào từ đó, một không gian u tối. Thế nên hai bóng người hắt lên vách tường, mờ mờ ảo ảo, nhưng vì tư thế mờ ám này mà dấy nên vô vàn liên tưởng. Kỳ Đồng Nham ngồi đó, Tố Diệp cúi xuống vị trí bụng dưới của anh, ban đầu anh cũng nhìn cô, theo dõi tiến độ công việc. Sau đó Tố Diệp thật sự phải dùng sức, anh bèn cảm thấy bất ổn. Vị trí hiểm hóc mà Tố Diệp cứ cọ vào bụng dưới của anh, từ góc độ của anh vừa hay có thể nhìn thấy gương mặt thanh tú của cô, bờ môi hồng hơi hé mở. Quan trọng hơn là vì cô bị trói gô mà cả người gần như phải đè lên chân anh. Mùa này quần áo đều mỏng manh, thế nên Kỳ Đồng Nham có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể cô, thậm chí là cảm xúc mềm mại trên chân anh. Chúng đang cọ vào nhau, cộng thêm hơi thở ấm nóng phả ra từ miệng cô, kết hợp tất cả lại, anh bèn cảm nhận được rõ ràng bụng dưới của anh đang xúc động. Một vị trí nào đó trên cơ thể anh nhanh chóng có sự biến đổi. Kỳ Đồng Nham không dám nhìn mặt cô nữa, vội vàng chuyển tầm mắt đi. Nhưng ánh mắt đã quen với bóng tối, thế nên cái bóng ở trên vách tường vẫn quá rõ ràng. Cái bóng của Tố Diệp đang đung đưa nhẹ nhàng giữ bụng anh, nhìn từ góc độ này đã càng khiến người ta kích động. Anh bỗng cảm thấy cổ họng khô rát, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Tố Diệp chỉ mày cắn dây thừng, cứ cắn mãi, cuối cùng cũng cảm thấy sự bất thường lộ lộ. Cô thấy có thứ gì đó cứng rắn đang nhanh chóng căng lên dưới lớp vải mỏng. Cô chợt hiểu ra, đỏ mặt, ngẩng đầu quát Kỳ Đồng Nham. Anh quá đáng rồi đấy. Kỳ Đồng Nham đương nhiên cũng cảm thấy mất mặt, anh có trăm cái miệng cũng không thể nguy biện, chỉ có biết liên tục xin lỗi. Xin lỗi, cái này anh thật sự không thể kiểm soát được. Anh không thể tiết chế được dục vọng một chút sao? Hoặc là anh... À, nhớ tới những người như chị Thạch Lưu. Tố Diệp căm phẫn. Chị Thạch Lưu, một biệt danh của một diễn viên uyển ỉnh đan, cô gái xấu xí của Trung Quốc, nổi danh từ rất nhiều vai ma truy kỳ hần. Được được được, anh sẽ cố gắng nghĩ tới chuyện khác. Kỳ Đồng Nham dịu giọng nói. Chị Thạch Liệu ư, tìm được người quá được đấy. Tố Diệp cố tiếp tục cố gắng, cuối cùng cô cũng tháo được dây thừng ra, sau vài lần ra sức cắn, sợi dây đã lỏng ra. Sau cùng Kỳ Đồng Nham cũng được thở phào một hơi, có ai biết mấy lần cắn cuối cùng của cô suýt nữa khiến anh nộp vũ khí đầu hàng. Cũng may vào thời điểm mấu chốt, dây thừng đã được cởi. Anh lập tức tháo dây thừng ra, rồi cũng tháo cả ra giúp cô. Sau khi tháo xong rồi, thấy khóe miệng của cô toàn là vụn dây thừng, anh bất giác giơ tay lên, gạt gạt đi giúp cô. Cả hai khóe môi cô đều bị cọ đến đỏ ửng. Kỳ Đồng Nham nhìn thấy xót xa, trong một khoảnh khắc chợt muốn hôn lên đôi môi ấy. Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Tố Diệp không biết được suy nghĩ của anh, khẽ hỏi. Quyển 14, chương 648, ra tay quá tàn độc. Tiếp theo đương nhiên là phải khảo sát địa hình rồi tìm cơ hội thoát ra ngoài. Một khi đào tẩu thất bại thì sẽ chỉ còn cách lãnh hậu quả chết cá chết lưới rách. Đối phương ít người còn đỡ, lỡ như đông người, trong tay lại có vũ khí thì hai người họ có một cánh cũng khó mà thoát thân. Kỳ Đồng Nham đứng dậy, đầu tiên là co giãn gân cốt, quan trọng nhất là xoa dịu cảm giác bị căng cứng dựa ở bụng dưới. Tố Diệp cũng đứng dậy, nhưng vì bị trói quá lâu, sau khi chân chạm đất cô không đứng vững, lảo đảo một cái. Kỳ Đồng Nham thấy vậy lập tức giơ tay ôm chặt lấy cô, cứ như vậy anh lại chạm phải vùng mềm mại. Anh thầm nguyền rủa trong lòng, sau khi đỡ cô đứng vững mới buông tay, bực bội nói một câu. Cũng may em không mặc áo ngủ gợi cảm gì đó, nếu không bị người ta bắt lấy tay là dọc đường bị nhìn thấy hết sạch rồi. Đối mặt với Kỳ Đồng Nham, Tố Diệp trước này không bao giờ khách khí, cô cãi lại. Nếu đổi lại là Niêm Ánh Ngạn đi cùng em tới đại áo, em chắc chắn sẽ mặc áo ngủ gợi cảm. Kỳ Đồng Nham suýt nữa thì lập tức hộc máu. Anh thẳng từng đằng lờ cô đi tới trước cửa. Tố Diệp cũng rón rén bước chân theo phía sau. Anh ở Kỳ Đồng Nham vừa mở hé ra một chút đã lập tức đóng chặt lại, bất tỉnh lình xoay người. Tố Diệp không ngờ anh lại thay đổi phương hướng đột ngột, chán lập tức đụng trúng ngực anh. Ngực Kỳ Đồng Nham rất rắn chắc, quả thực đã khiến cho Tố Diệp đau đớn một phen. Cô còn chưa kịp lên tiếng oan trách, miệng đã bị Kỳ Đồng Nham bịt chặt. Cô trợn tròn mắt nhìn anh dùng một giọng nói cực thấp để ra lệnh cho cô quay về chỗ cũ, duy trì tư thế ban đầu. Thấy vậy, Tố Diệp bèn hiểu ra là có người sắp tới đây, cô lập tức hợp tác. Chẳng mấy chốc tiếng bước chân nặng nề vang lên, càng lúc càng gần. Cửa phòng bị đẩy ra, lần này có hai người đi vào, trên người vẫn còn mùi rượu. Vừa vào cửa, mùi rượu đã nhanh chóng lan tỏa khắp hơn nơi. Tìm Tố Diệp thắt lại, nhưng cô vẫn nằm im ở vị trí cũ. Dây thừng ban nãy được cô cuốn lại trên người, cầm chắc đầu dây trong tay. Cũng may là căn phòng khá tối, đối phương sẽ không nhận ra ngay điều bất thường. Đầu kia Kỳ Đồng Nham cũng im lặng dựa vào đó. Tố Diệp, anh cũng coi cô đã âm thầm quan sát, tìm kiếm cơ hội.
Trong một hai người lên tiếng, giọng nói trầm trầm hỏi một người còn lại. Không bắt nhầm người đấy chứ? Hắn ta nói tiếng Anh nhưng lại không phải từ tiếng Anh tiêu chuẩn, rõ ràng là hắn ta không muốn người ta nghe ra giọng mẹ đẻ của hắn là gì. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là lúc trước đã từng có người nói tiếng Tây Ban Nha đã tiết lộ ra thân phận của bọn chúng. Người bên cạnh trả lời. Không sai, chính là cô ta. Tú Diệp tinh ý lập tức nghe ra đối phương dùng cô ta chứ không phải dùng cậu ta. Trong lòng cô ít nhiều dâng lên một sự áy náy. Xem ra cô đã làm liên lụy tới Kỳ Đông Nham rồi. Thật ra sau khi cô tỉnh dậy khỏi cơn mê man, đã mơ hồ cảm thấy đám người này nhắm vào cô. Có lẽ chỉ đơn thuần là nhắm vào cô, cũng có thể nhắm vào Lý Minh Ngạn, giống như khi ở Nam Phi. Tới giờ cô cũng chưa thể xác định bọn chúng muốn giết cô hay muốn giết Lý Minh Ngạn, hoặc biết đâu bọn chúng muốn giết cả hai. Thằng bên đó là ai? Người đó lại hỏi. Thanh âm của ông ta rất mơ hồ, nhà từng chữ cũng không rõ ràng, không biết có phải vì say rượu hay không. Nói đi cùng con bé này, lúc bảo em dẫn con bé này đi, nó cũng có mặt. Có tiếng bước chân tiến tới, Tố Diệp cảm thấy gã đàn ông đó đang dừng bước trước mặt mình, nhất thời tim cô bỗng đập nhanh hơn, cô không biết hắn định làm gì. Nếu cứ thế rút súng ra kết liễu cô, thì cô thật thiệt thòi, cô còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo của đối phương ra sao, súng âm phủ cũng chẳng thể tố cáo. Đang mải suy nghĩ, bỗng có một bàn tay Tô Lỗ vờn lên má Tô, ngón tay hắn ta có một cục chai dày, khi cọ vào mặt khiến cô đau rát. Vừa nhìn đã biết là một kẻ quanh năm dùng súng. Tim cô chợt run lên, một dự cảm không lành cũng trào dâng. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng gã đàn ông tấm tắc. Chồng con bé lại sinh thật, cũng dáng nuột. Thằng ngọ niên đúng là có số thường. Tố Diệp cố gắng mình ổn trở lại nhịp thở, không mở mắt, không còi còi, ngón tay nắm lấy đầu dây thừng cũng siết chặt đến đau đớn. Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc súng xen lẫn trong mùi rượu ở trên người hắn ta. Nghĩ cũng thật kỳ lạ. Nếu Mấy Ngạn không phải chưa từng uống say, lúc anh uống say cũng sẽ vuốt ve gò má cô, lúc đó cô chỉ cảm thấy dâng tràn hạnh phúc. Nhưng đổi sang là một người khác, ngoài ghê tởm chỉ còn ghê tởm. Này, mày ra ngoài cửa đợi đi. Người đồng đứng trước mặt cô nói với gã kia. Gã còn lại không hiểu. Mày định làm gì? Bàn tay của gã kia bắt đầu vé má Tố Diệp thật sự, cười nói. Chơi nó. Hắn ta vừa dứt lời, không chỉ gã kia giật nảy mình mà trái tim của Tố Diệp cũng lỡ nhịp. Ngay sau đó, tên đồng bọn kinh hoàng hét lên. Mày điên à? Đó là người phụ nữ của Niêm Mấy Ngàn. Phụ nữ của hắn mày cũng dám dây vào sao? Gã đàn ông kia cười khinh miệt. Ý của đại ca là muốn chúng ta lập tức xử hai đứa này, đằng nào cũng chết. Niêm Mấy Ngàn biết cái đích nào được. Một con đàn bà xinh xắn như thế này không nếm được trước khi giết thì quả là đáng tiếc. Cơm no rượu say rồi, để tao thoải mái một chút mới giải quyết gọn lẹ được. Gã kia bật cười. Chỉ cần là đàn bà đẹp đều không thoát khỏi tay mày. Được rồi, tao canh giúp mày. Nhanh lên đấy, đừng có rông dài quá. Gấp gì chứ, đợi tao dừng xong mày cũng nếm thử xem sao. Hoặc là gọi mấy anh em người kia vào, mỗi đứa nếm một tí. Cuộc đối thoại của hai gã đàn ông càng lúc càng thô tục, như một quả bom nổ tung trong đầu Tố Diệp. Một nơi sâu thẳm nào đó trong ký ức hình như cũng từng xuất hiện một cuộc đối thoại như thế này, khiến cho lòng cô dâng lên một sự bất an và hoảng sợ. Giọng nói của hai người trong đầu cô khá quen thuộc, nhưng cô không tài nào nhớ ra đã nghe ở đâu. Nội dung cuộc đối thoại như đang cố tình bật máy ghi âm cho cô nghe. Tao bảo mày ra ngoài canh, lắm lời như thế làm gì? Nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Tao thích trẻ con đấy. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, mày hoàn toàn không biết mùi vị của mấy đứa bé gái non nớt thế này đâu. Mau ra ngoài canh đi, nếu mày không có hứng thú, đợi tao làm việc xong sẽ cho mày nếm thử. Hơi thở của Tố Diệp trở nên rồn rập, móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay khiến nó đau nhức. Vẫn vậy mà không bằng nỗi đau như cứ ở tim gan cô vô cớ kia. Rốt cuộc là vì sao? Tại sao cô bỗng nhiên cảm thấy nhớ tới cuộc đối thoại đó? Bé gái nào? Nội dung cuộc đối thoại rốt cuộc có ý nghĩa gì? Khi đầu óc của đang lộn xộn, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắn ta cởi thắt lưng, sau đó là bàn tay khiến cô buồn nôn lại phủ lên mặt cô. Sợ hãi bị thay thế bởi phẫn nộ, cô rất muốn giơ tay đấm cho đối phương một đòn, nhưng lại sợ đánh rắn đụng cỏ nên đành nhẫn nhịn chờ thời cơ. Nhưng trong lòng cô thì đang điên cuồng chửi bới. Hay lắm Kỳ Đông Nham, giờ này anh vẫn còn giả vờ chết phải không? Anh là đồ hèn hạ có hứng thú về phương diện này vậy. Cụ nhà anh, hôm nay bảo cô đây mà có mệnh hệ gì, có xuống địa ngục, tôi cũng phải kéo anh theo. Người đông ngồi xuống, Tố Diệp cảm thấy hắn đang lúc càng ngần mình, không thể nhịn được nữa, cô đành định hành động, thì nghe thấy hắn hự một tiếng, còn chưa kịp nói gì đã gục. Tố Diệp bất ngờ trợn trừng mắt. Cô thấy hắn thang ngất xỉu dưới đất. Khi ngẩng đầu lên, Kỳ Đông Nham đang vặn cổ tay, nhè răng chửi thầm. Mẹ kiếp, cổ cứng thật.
coi như anh có lương tâm. Tố Diệp nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng đứng dậy. Tên ngoài cửa phải làm sao đây? Kỳ Đồng Nham ra hiệu cho cô đứng lên, bảo cô đi theo phía sau mình. Sau khi rón ra rón rén ra tới cửa, anh lại kéo Tố Diệp ra sau lưng. Anh khẽ khàng mở hé cửa ra, nhưng bản thân thì vẫn đứng sau cửa. Người đàn ông bên ngoài nghe thấy động tĩnh, quay đầu thoạt nhìn thấy cánh cửa bị hở ra một khe, bên đẩy cửa đi vào. Sao mày? Lời còn nói của hắn còn đang biến mất ở trong cổ họng. Kiều Đông Nham đứng sau cửa dùng một tốc độ cực nhanh xông ra ngoài, một tay vòng qua cổ hắn, bịt chặt miệng hắn, tay còn lại siết chặt cả hắn, bóp thật mạnh. Tố Diệp chỉ nghe thấy một tiếng rắc, rồi ngay sau đó Kiều Đông Nham buông tay nhẹ nhàng. Khi nhìn lại, hắn ta cũng đã nhũn người dưới đất. Ánh trăng đổ nghiêng khá nhiều, vừa hay hắt lên mặt Kỳ Đông Nham. Đôi mắt anh trong khoảnh khắc ánh lên một sự âm u tản nhẫn. Khoảnh khắc ấy vừa bị hay Tố Diệp bắt gặp, cô khá bất ngờ. Quen biết Kỳ Đông Nham lâu như vậy, chỉ biết anh thể hiện một vài món võ trong lễ hội Matamu, chưa bao giờ thấy anh mạnh tay như vậy. Cô vô thức đưa tay lên mũi, người đàn ông ở dưới đất, trái tim chợt xá lạnh. Cô kinh hoàng nhìn Kỳ Đông Nham, ngón tay cũng bất giác run rẩy. Kỳ Đông Nham biết cô đang nghĩ gì. Anh nhanh chóng lục soát được một khẩu súng của gã đó. Sau khi kiểm tra một lượt, thấy đạn vẫn còn đầy, anh bèn cầm lên tay rồi hỏi cô: em có biết bắn súng không? Cô có biết không? Cô vô thức gật đầu, coi như là có đi. Lúc ở Nam Phi, cô từng sở thứ súng. Kỳ Đồng Nham nhét súng vào tay cô, rồi lại lục soát được một con dao găm trong bốt của gã đàn ông, ra lệnh cho cô giữ chắc. Tố Diệp cúi đầu nhìn người mình, không có chỗ nào xấu sao. Kỳ Đồng Nham nhận ra, lập tức cởi áo sơ mi của anh ra ra lệnh: mặc vào. Lúc này Tố Diệp không dám lãng phí thời gian, cũng đã học được sự nguy hiểm và chắc chắn phải gánh chịu tiếp theo đây. Cô vội vàng khoác áo của anh lên. Anh giơ tay giúp đỡ, khéo léo đóng cúc áo lại, vừa hay có thể giải một con dao găm. Anh thì sao? Giờ anh chỉ mặc một chiếc áo may ô màu trắng, dưới ánh trăng, những đường cơ bắp cuộn cuộn lộ ra ngoài. Kỳ Đồng Nham không nói gì, lấy áo của người đàn ông dưới đất khoác lên người mình. Tố Diệp bổ sung thêm một câu: chỉ bằng anh cứ cởi ra, mặc quần áo của người khác, em dễ nhìn lầm lắm, lỡ bắn trúng anh bị thương thì làm sao? Quyển 14, chương 649, cậu ấy vẫn tới. Anh mà chết trong tay em, thì kiếp sau kiểu gì cũng phải tìm được em, bắt làm vợ của anh, hầu hạ anh suốt đời để trả nợ. Kỳ Đồng Nham nói như đùa như thật, anh nhanh chóng đi tới bên người đàn ông còn lại, cũng lăn ra đất, lần mò tìm kiếm khẩu súng thứ hai, cầm chắc trong tay. Tố Diệp nhìn chăm chú khẩu súng trong tay anh, trái tim bắt đầu đập tình tịch. Kỳ Đồng Nham bước lên, kéo cổ tay cô, khẽ nói: kẻ nào muốn lấy mạng em không nhận nhân từ. Đi theo anh. Bước chân của Tố Diệp có phần loạn choạng, cảm giác sợ hãi trong lòng cô không kém gì lúc ở Nam Phi. Khi cô cầm súng bắn vào gã đàn ông đang chuẩn bị lấy mạng đi mấy ngàn, lúc đó cô mất hết bình tĩnh, tay không ngừng run lên, đầu óc trống rỗng, chỉ biết nhìn đi mấy ngàn mà lẩm bẩm: em giết người rồi. Nhưng trên thực tế không cho phép cô nghĩ nhiều. Kỳ Đông Nham đã dẫn cô đi tới hành lang, tận cùng của hành lang dài ngoằng, ngọn đèn trắng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chết chóc. Trong không khí lan tỏa một sự bất an nguy hiểm, có tiếng người uống rượu, trò chuyện, tạp nham và hỗn loạn, giọng nói cũng rất lớn, quả nhiên là một toán người. Nhìn khí thế này, số lượng người còn vượt xa khi ở Nam Phi. Tố Diệp đổ mồ hôi, tim không ngừng đập điên cuồng như một con gà sắp thất thở, lại còn dễ dụa loạn lên. Thực tế là trong lòng cô giấu một con dao găm, một tay cầm chắc một khẩu súng, tay kia vẫn nắm chặt tay Kỳ Đông Nham. Tố Diệp có thể cảm nhận được bàn tay Kỳ Đông Nham đang dùng sức ghì chặt tay cô bằng một nguồn sức mạnh kiên định không rời. Tố Diệp ngước mắt nhìn Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham của giờ phút này không còn cười te tua te toét như mọi ngày, gương mặt anh tuấn hơi nghiêng, quyết đầy sự nghiêm túc và cảnh giác. Anh mím chặt môi, cằm cũng căng thẳng tuột. Tiếp đó có mấy sợi râu mấy mọc, hình ảnh của anh như vậy Tố Diệp không tưởng thấy. Vì chưa từng yêu nhau, chưa từng sống chung dưới một mái nhà, Kỳ Đông Nham mà cô nhìn thấy lúc nào cũng gọn gàng chỉnh tề, giống như ban đầu khi cô yêu Ném Ánh Ngạn. Chỉ từ khi về sống cùng Ném Ánh Ngạn, cô mới biết anh cũng có đôi lúc lôi thôi lộc sọc sạch, cũng có khi say bí thỉ rồi nói năng binh tinh, mới biết sáng nào cũng bị cạo râu, nếu không râu sẽ mọc dài thứ cằm. Không hiểu sao cô cảm thấy Kỳ Đông Nham của giờ phút này còn chân thực hơn mức bình thường. Biết đâu nếu cô chưa từng gặp Ném Ánh Ngạn, chưa từng xuất hiện trong quán bar đó, cô chưa từng ngã vào lòng Ném Ánh Ngạn, có lẽ nếu thời gian, không gian thay đổi, nếu trên đời này chỉ có một mình Kỳ Đông Nham, không có một Ném Ánh Ngạn ngang sức ngang tải với Kỳ Đông Nham, từ đầu tới cuối chỉ có một mình Kỳ Đông Nham, vậy thì cô sẽ yêu người đàn ông này. Phải, vào khoảnh khắc này cô dám chắc là như thế.
giống như bây giờ hai người nắm chặt tay nhau, trái tim hoàn toàn buộc lại với nhau. Chỉ có điều Tố Diệp biết rõ cô đang áy náy. Nếu không phải vì cô, hôm nay Kỳ Đông Nham đã không phải có tình cảnh nguy hiểm này. Cô rất muốn nói một tiếng xin lỗi với anh. Xin lỗi anh từ đầu tới cuối vẫn chân thành yêu cô như thế. Xin lỗi anh đến tận bây giờ còn bị cô liên lụy. Xin lỗi anh rằng cả đời này đã định trước cô sẽ không thể yêu anh, phải có lỗi với anh, phụ tình cảm của anh. Ba tiếng nói xin lỗi anh ấy cứ xoay vòng trong cổ họng, giữa răng vào lưỡi, nhưng chần chừ mãi cô vẫn không thể rên lên tiếng. Cô cảm nhận được nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh, càng lúc trái tim càng thắt chặt lại. Cô há miệng, khẽ khàng khẽ tiếng, nhưng chỉ nói được một câu. Chúng ta sẽ chết sao? Thành âm rất nhỏ, gần như chỉ còn tiếng thở, vậy mà Kỳ Đông Nham nghe thấy. Anh quay đầu nhìn cô, có một khoảnh khắc một tình cảm rõ ràng ánh lên trong mắt anh, nhưng rồi lại bị anh đè xuống. Anh dùng khẩu hình miệng nói với cô, nhấn mạnh từng chữ. Em sẽ không để em xảy ra chuyện. Câu nói khiến cho cổ họng cô hơi tắc nghẹn. Kỳ Đông Nham ngày càng nắm tay cô gắt gao, lưng dựa lên vách tường. Khi đi ngang qua căn phòng ồn ào, anh ra hiệu cho cô cẩn thận, sau đó dắt cô hơi khom người xuống, nhìn ra bên ngoài từng chút một qua cửa sổ. Cách đó không xa chính là cửa ra vào, bên ngoài có ánh trăng quen thuộc. Tố Diệp chưa bao giờ chờ đợi ánh trăng đến thế, cũng chưa bao giờ cảm thấy thứ ánh sáng lại thân thiết với mình như vậy. Cánh cửa được Kỳ Đông Nham cố gắng mở ra một cách nhẹ nhàng nhất. Có lẽ kẻ bên trong không ngờ hai người họ lại bỏ trốn, nên cửa không hề khóa. Khoảnh khắc sau cùng khi thoát ra khỏi căn nhà, Tố Diệp rất muốn hét to lên một tiếng, rất muốn được thoải mái hít thở bầu không khí thanh mát đêm trăng, nhưng lúc này vẫn chưa thể buông lỏng được. Khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, Kỳ Đông Nham đã kéo cô vào một bụi rậm, hai người ngã xuống đất, cỏ dại mọc cao che chặt bóng hai người họ. Chẳng mấy chốc có ba người vừa nói vừa cười đi ngang qua bên đó rồi đi vào trong căn nhà. Tố Diệp còn chưa hết hoảng hồn, cô nằm im không nhúc nhích trên mặt đất. Cô có thể cảm nhận được những viên đá trên mặt đất cọ vào lưng đau đớn, muốn động đậy nhưng lại không dám. Kỳ Đông Nham đè lên người cô, sợ cô lên tiếng, anh còn giơ tay bịt chặt miệng cô lại, cảm giác quan sát tình hình xung quanh. Hai người họ từ đầu tới cuối vẫn phải duy trì tư thế này, không được phép khinh suất. Vì không những Kỳ Đông Nham còn nhìn rõ hoàn cảnh trước mặt, mà ngay đến cả Tố Diệp cũng đang nấp trong lục cây, bị Kỳ Đông Nham đè lên cũng nhìn thấy rõ. Nơi này quả thực không còn là đại áo nữa, mà giống như một khu ngoại ô, hơn một nơi hoang vắng, giống như một mảnh đất không người, đã bị thượng đế bỏ quên, để rồi yêu mà tới tiếp quản. Những cây cổ thụ khô cằn nối nhau thành từng mảng, thỉnh thoảng chỉ có vẫn cây còn lơ là vài chiếc lá, nghênh đón sự tấn công của gió thu, cuối cùng vẫn là phiêu linh trong mảnh đất hoang dại này. Vị trí của họ bây giờ, cỏ mọc tới tận eo, xanh xanh vàng vàng nối tiếp, nhưng qua khe hở giữa những từng ngụm đụng cỏ, vẫn có thể quen với bóng tối, họ có thể nhìn rõ gần xa đều có người đang đi lại. Chúng đều mặc một loại đồng phục thống nhất, dưới chân đều là đôi bốt đen mang hàm ý đặc biệt, trong tay cầm súng. Chúng đang tuần tra, lại như đang đợi chờ điều gì đó. Tố Diệp nhìn kỹ, chỉ riêng số lượng người cô đã đếm được vào khoảng hơn 20 người, có lòng cô lạnh toát. Đúng người như vậy, cô và Kỳ Đông Nham sao mà thoát ra được. Chưa nói tới chuyện, trong tay chúng có súng, chỉ cần đám người này xông tới một người đấm một cái, đó, họ đã đủ nguy hiểm. Lần này, cô thật sự hại chết Kỳ Đông Nham rồi. Kỳ lạ thật. Kỳ Đông Nham hơi nheo mắt, nhìn chăm chăm về những người phía xa, nói một câu. Tố Diệp nhìn anh, anh quan sát rất tỉ mỉ, nhíu mày. Đám người này giống như lính anh thuê. Tố Diệp choáng váng. Cô có cần phải quan trọng đến vậy không? Có cả lính đánh thuê thực trông giữ cô. Em thử nghĩ, trình độ phẫu thuật của em chưa đạt tới mức cảnh của phương Đông Phương bất bại chứ. Họ thật sự muốn đối phó một người con gái yếu ớt như cô sao? Hay là thật sự coi cô là một cao thủ võ lâm có sức mạnh vô địch? Kỳ Đông Nham càng nhíu chặt mày hơn, anh lo ngay ngáy. Em rằng người chúng muốn đối phó không phải là em chỉ là mồi nhử thôi. Cô nói ý lọt vào trong tay Tố Diệp như có một cây kim đâm thẳng vào tay cô. Ngay sau đó trong đầu cô vang lên một tiếng nổ. Cô cuộn chặt tay lại, sự bất an trong lòng đang dâng trào. Kỳ Đông Nham nói không sai, nếu chỉ để đối phó một mình cô thì không cần nhiều người. Một người đàn ông với lực lượng súng ống trong tay là quá đủ rồi, hà tất phải huy động quần chúng như vậy. Bọn họ nhất định có ý đồ khác. Nếu cô thật sự là mồi nhử như Kỳ Đông Nham nói thì người mà chúng đợi chắc chắn là Ni Mấy Ngàn. Tố Diệp cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giọng nói hơi run rẩy. Nhưng mà có cần nhiều người như vậy không? Ni Mấy Ngàn chắc chắn sẽ không tới một mình. Đến lần trước ở Nam Phi cũng là đám người này, vậy thì lần này chúng sẽ tăng thêm quân số. Kỳ Đông Nham hạ thấp giọng. Còn nữa, đối phương đều là lính đánh thuê,
tại sao khả năng trông giữ người lại tệ hại đến vậy? Đến cả cửa cũng không khóa, rất có thể bọn chúng định diễn màn trịch. Kịch gậy ông đập lưng ông, nếu anh đoán không lầm, chúng nhất định sẽ để lại manh mối cho Ni Mấy Ngàn, giúp cậu ấy có thể thuận lợi tìm tới nơi đây. Vậy chúng ta phải làm sao? Ni Mấy Ngàn không thể tới đây, anh nghĩ tuyệt đối không thể đến đây được. Tố Diệp gấp gáp, cô nhớ lại lúc ở Nam Phi, đó là lần đầu tiên cô trải qua một trận mưa bom bão đạn, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mạng người dè mặt tứ vậy. Họ sẽ phải đối mặt với một nguy hiểm mất mạng bất kỳ lúc nào, cũng có thể mất đi Ni Mấy Ngàn bất kỳ lúc nào. Không, cô không muốn như vậy. Nếu như sinh mạng chỉ có được chọn một trong hai, vậy thì cô tình nguyện là người được sống tiếp là Ni Mấy Ngàn. Kỳ Đúng Nham suy nghĩ, hạ giọng nói. Chúng ta phải cố gắng chạy xa một chút, nếu kẻ địch ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Cho dù Ni Mấy Ngàn có tới nơi đây thật, vậy thì chúng ta cũng không đến mức trở thành điểm yếu có thể uy hiếp đến cậu ấy. Tố Diệp liên tiếp gật đầu. Đi thôi. Kỳ Đúng Nham từ từ nhích cơ thể ra, rồi kéo tay cô. Hai người xuyên qua bụi rậm, cố gắng để tránh hành tung của mình thật lặng lẽ. Tố Diệp đi bên cạnh, nhưng trái tim thì đã bay xa ngàn dặm. Cô không biết đây là đâu, không biết mình có cách Ni Mấy Ngàn bao xa. Cô chỉ hy vọng anh đừng tới, tuyệt đối đừng tới. Cô muốn khóc, nước mắt đã phập quanh hốc mắt, nhưng lại bị cô kiên quyết ép trở về. Cô tự nhủ với lòng mình. Tố Diệp, mày không được khóc, mày khóc tức là mày nhận thua, tức là mày sợ hãi. Phía trước có một cây cổ thụ, hơi đổ nghiêng như một thần chết, sự đềm báo trong bầu không khí hoang lạnh và chết chóc nơi đây. Thì thoảng có con quạ bay ngang qua, rồi đậu lại trên cành cây, cất tiếng kêu quáng quác cực kỳ chói tai. Tố Diệp lập tức dùng mình, ngẩng đầu lên, nhìn bằng ánh trăng, cô kinh hoàng, trên cành cây có tới chục con quạ, tất cả đều đen xì, đậu trên đó, nhìn chăm chăm vào họ. Kỳ Đông Nham, cô bất giác gọi tên anh, Kỳ Đông Nham ngẩng đầu lên. Nhưng đúng lúc ấy, lũ quạ lại sáo xác bay hết đi. Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ, bỗng nhiên nghe thấy Kỳ Đông Nham nói một tiếng, cẩn thận. Ngay sau đó anh đẩy cô tới bên một cái cây, rồi vài giây sau, có đạn bắn trúng bên cạnh. Cô hoảng hốt, Kỳ Đông Nham kéo cô ra sau một gốc cây khác. Cái cây này xù xì, bằng vòng ôm của khoảng 3 hay 4 người, tạm thời trở thành nơi ẩn nấp của bọn họ. Không xa vọng tới tiếng người la hét. Chúng chạy rồi, ở trong rừng đó, đuổi theo. Kỳ Đông Nham thò đầu xa, nhìn không rời mắt về phương hướng bỗng nhiên sáng rực lên cách đó không xa. Anh lên đạn cho khẩu súng. Tố Diệp cảm thấy huyết mạch của mình đang đều chảy ngược. Cô thề rằng nếu lần này có thể bình yên sống sót, cô nhất định sẽ cảm tạ các vị thần linh đã phù hộ, cũng sẽ trân trọng mỗi một giây phút được sống bình yên. Cô cắn răng, bàn tay cầm súng run lẩy bẩy. Kỳ Đông Nham quay sang nhìn cô khẽ hỏi. Sợ sao? Cô sợ chứ. Ai có thể bình tĩnh được khi đối mặt với đám lính đánh thuê đằng đằng sát khí kia? Ai đối mặt với cái chết mà vẫn có thể nói cười vui vẻ được? Nhưng Tố Diệp siết chặt tay lại, lắc đầu. Không sợ. Lúc này chỉ còn lại cô và Kỳ Đông Nham. Nếu cô sợ thì nguồn sức mạnh cuối cùng chống đỡ Kỳ Đông Nham cũng không còn nữa. Kỳ Đông Nham nhìn cô, ánh mắt nặng nề, nhưng anh bất chợt bất cười một cái. Anh giơ tay vòng qua đầu cô, đặt thẳng lên trán cô một nụ hôn rất lâu, đầy lưu luyến, lại giống như lời từ biệt. Trước khi buông cô ra, anh thì thầm bên tai cô một câu. Anh yêu em. Trái tim Tố Diệp chấn động mạnh mẽ. Thế nên anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện. Anh buông cô ra, nhưng ánh mắt vẫn còn quyến luyến. Anh khẽ nói. Lần nữa, em hãy tìm thời cơ. Chạy được thì phải chạy. Anh sẽ kéo dài thời gian. Đây là rừng hoang, nhưng có những cành cây bị vết xe lăn qua, chứng tỏ phía trước chắc chắn có đường. Tố Diệp nghẹn ngào, ra sức lắc đầu. Không, em không thể bỏ lại anh được. Một tiếng súng vang lên, Kỳ Đông Nham ôm lấy đầu cô. Anh không nói nhiều nữa, cứ thế kéo cô chạy về phía trước. Ánh đèn đó càng lúc càng gần, tiếng súng vang rồi làm kinh động tất cả chim chóc trong rừng. Mau trốn vào bụi cây, Kỳ Đông Nham ra lệnh. Tố Diệp biết anh định một mình dụ đám người kia, cô lắc đầu nói không. Kỳ Đông Nham rất giận dữ, quát lên với cô. Em không muốn gặp Ni Mấy Ngàn nữa phải không? Mau trốn đi cho anh. Đám lính kia đuổi theo rất nhanh, chúng giơ súng về phía này. Kỳ Đông Nham rất nhanh, nhanh tay nhanh mắt. Sau đó anh bóp cò, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chạy! Thấy bên này cũng không còn an toàn nữa, Kỳ Đông Nham bèn kéo Tố Diệp chạy về phía trước. Hai bên chính thức bắn nhau. Chỉ có điều, một bên là một nhóm người, một người chỉ có hai người họ. Hai cây súng với 20 viên đạn, mùi thuốc súng nồng nặc ngập tràn khu rừng. Tố Diệp căm ghét thứ mùi này. Kỳ Đông Nham bắn rất chuẩn, không một viên đạn nào lãng phí. Nhưng cho dù anh có bắn chuẩn thì sao, anh không phải là thần tiên, không có tiền pháp, khi hết đường đạn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đánh nhau với đám người đó sao, chúng dí súng vào bạn mà thôi. Lúc viên đạn cuối cùng bắn ra, cũng là lúc Tố Diệp tuyệt vọng,
Bỗng nhiên ở phía xa có thứ gì đó nổ tung, ngay sau đó lửa hừng hực bốn bề, có tiếng súng máy bắn phá và liên tiếp những tiếng kêu vang trời. Kỷ Lục Nham và Tố Diệp cùng nhìn về phía sau, bỗng nhìn thấy mấy chiếc xe bọc thép lăn về phía này. Trên xe có người đang đứng, trong tay cầm súng máy, quét về phía đám lính đánh thuê bên này. Chân Tố Diệp lập tức mềm nhũn, cô ngồi sụp xuống đất, trực giác cho cô biết Niềm Bách Ngạn tới rồi. Chính Kỷ Lục Nham cũng có trả lời câu hỏi của cô. Anh thu súng lại, kéo tay Tố Diệp đang ngây ngốc vào một lùm cây, nhìn về phía cuộc giao tranh cách đó không xa, khẽ nói một câu: "Cậu ấy vẫn tới." Hết tập 131. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng tin trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn like, share, subscribe, có mình đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.